Hi, chào mừng các bạn quay lại với kênh YouTube của Alpha 365. Phía trước mặt các bạn đây đang là một chiếc Ford Everest với phiên bản là Titanium. Thì đây là phiên bản một cầu cao cấp Titanium. Hôm trước đã giới thiệu tới các bạn là phiên bản là Everest Sport rồi. Thì hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu chiếc Everest Titanium một cầu này với những cái điểm khác biệt. So với đời trước là nhìn rồi dễ rồi đúng không? Như cái video mà của bạn Sport anh đã nói tới các bạn rồi, thì giờ anh chỉ nói tới những cái điểm khác biệt chính giữa Titan một cầu và Sport. Thì ở phiên bản Titan một cầu đó là một cái mạc chrome điểm nhấn đi kèm với logo. Thì các bạn thấy là logo của chúng ta sẽ là màu sáng theo màu chrome là logo Ford. Thì ở đây là một cái mạc chrome đặc trưng cho phiên bản Titanium, một cái mặt ca lăng to bản tổ ong. Thì nó chỉ thiếu một xíu thôi, muốn là thiếu ở đây là nó sẽ không có được chữ Everest như các phiên bản trước. Thì nếu có chữ Everest Titanium ở đây thì sẽ đẹp hơn. Vẫn là một cái cụm đèn chữ C to bản với các phần là đèn ban ngày của Everest định dạng ban ngày. Rất là đẹp ha. Và ở phiên bản Titanium thì hệ thống đèn sương mù của chúng ta vẫn sử dụng là đèn LED. Và đèn LED của chúng ta thì sẽ là hình tròn. Thì ở hình tròn như thế này thì khi các bạn thay và cần độ lên của bi LED siêu sáng rất là dễ nha. Không cần phải khoét như là các phần đèn vuông như trước đây. Và một cái điểm nhấn xung quanh đó là một cái phần mạc chrome rất là đẹp. Thì ở hệ thống đèn này chữ C á, theo anh thì sắp tới các bạn chỉ cần thêm một cái nẹp ngay đây. Một cái nẹp chrome chạy xung quanh cái chữ C này thôi là một cái điểm nhấn rất là đẹp. Ở phần bên dưới thì cũng giống như phiên bản Sport, thì ở Titanium chúng ta vẫn có một cái vè chắn bùn là bằng nhựa. Và để giúp cho cái việc va chạm nó đỡ bị chảy vào cái sườn xe hơn. Và hai cái tời móc rất là to nha. Hai cái tời móc to bản của Ford thiết kế thêm cho chúng ta. Mặc dù là Titanium thì anh thấy là hiếm khi mà sử dụng cho việc off-road. Như là phiên bản hai cầu. Hai cầu thì được sử dụng cho off-road nhiều hơn, Titanium thì một cầu và Sport thì ít hơn. Tuy nhiên ở những chiếc này, ở thế hệ sau này chúng ta đã được nâng cấp lên để cho có nhiều trang bị cho việc off-road. Vẫn là một cái nắp capo giống như các phiên bản khác của Ford, to bản ha. Và rất là nhiều cái đường gân dập nổi, bự đùng luôn ha, rất là bự. Về động cơ thì hơi tiếc là động cơ của Titanium một cầu á, ở 2023 lại chỉ là động cơ single turbo, chứ không là được bi turbo. Và hộp số cũng chỉ là 6 cấp chứ không được 10 cấp như phiên bản trước. Có nghĩa là phiên bản này động cơ hộp số giống Sport và Ambient. Hơi tiếc một xíu, nếu là những vị khách họ quan tâm tới phần động cơ ha. Về phía hông xe thì như các bạn biết rồi, về mâm lốp thì mâm vẫn là 20 inch nhưng mà lốp thì đang là một cái lốp mới, bộ lốp mới hoàn toàn với các bề ngang là 255 thay vì 265 như phiên bản trước đây. Khoảng sáng gầm 200mm, nhưng mà các bạn phải quan tâm tới đó là cái hệ thống tay đòn kép của cái chiếc này, đó là hệ thống treo tay đồng két rất là lớn nha. Hệ thống treo của chiếc này các bạn nên coi thử thực tế thì hệ thống treo được nâng cấp và tay đồng két rất là lớn, kể cả trụ lò xo ống lớn hơn so với đời trước. Khung gầm của Everest đã được nâng cấp cứng cáp hơn, body cũng được thay đổi vật liệu cứng cáp hơn chiếc Everest này. Về hệ thống phanh đĩa thì phanh đĩa trước sau thì hệ thống phanh sau có hệ thống làm mát giúp tăng hiệu suất phanh lên. Chiếc này anh cho các bạn coi phần gương, một cái phần ốp chrome rất là đẹp và sáng bóng như các phiên bản trước đây. Thì các bạn xem là ở cái gương này á, thì khác so với các phiên bản Titanium trước đây nha. Đó là hệ thống gập gương tự động. Ở phiên bản trước đây là không được gập gương tự động mà chúng ta phải độ chế thêm để gập gương này nha. Và zin theo Titanium một cầu ở 2023 đó là cảm biến áp suất lốp. Có zin luôn mà không cần độ thêm nha. Rất là hay. Chỉ cần đặt tay vào đây thôi, tự mở. Ở đây anh phải nhấn nó đang ok. Phần mang cá của Everest Titanium một cầu thì vẫn điểm nhấn đó là chữ turbo. Thì ở Titanium hai cầu sẽ là bi turbo ha.
Ở đây là có một phần mạng Chrome điểm nhấn của Titanium và không thể thiếu cho các bạn. Đây là một dòng chữ Titanium nổi bật để định dạng cho Everest. Một cái bậc bước vẫn là rất là chắc chắn, tuy nhiên thì được thu hẹp lại. Có nghĩa là bề ngang của bậc bước này nhỏ hơn so với đời trước, nhưng mà nó được thiết kế thêm các gờ, các rãnh sâu hơn để cho cái việc bám nó tốt hơn. Ở chỗ này các cửa các bạn cứ dễ thôi theo dõi này, thì nó có một cái độ lõm. Thì ở đây là nguyên cái phần thân này á, thì Ford lại thiết kế cho chiếc Everest này những cái điểm gờ chạy suốt cái thân xe và những cái phần hõm vô cái này, tạo một cái điểm nhấn xuyên suốt phần thân xe. Có thể đây là một cách để cho cái việc mà hấp thụ va chạm, khi mà nó xảy ra va chạm nó là hấp thụ lực nó được tốt hơn ở những cái điểm ngoài là trang trí ha. Thì nó có những cái đường gọi là bo. Vẫn là phần tay nắm cửa thì toàn bộ đều có là ốp chrome thay cho các bạn là khỏi phải ốp. Phần nẹp, đây là phần nẹp chân kính này. Đẹp ha. Hôm trước anh đã nói với các bạn rồi là phiên bản Sport không có phần nẹp này. Thì ở phiên bản Titanium thì toàn bộ phần nẹp chân kính đều là chrome. Ở trên thanh giá nóc, thanh giá nóc thì lại được sơn theo màu bạc. Thì do anh đang quay chiếc cho các bạn là chiếc màu bạc nên phần thanh giá nóc và phần thân xe là màu giống nhau. Tuy nhiên ở các màu khác á, thì phần giá nóc này sẽ là màu bạc và phần thân xe sẽ là màu khác nhau. Đây là một chiếc màu bạc. Ok, đây là hệ thống đuôi của chiếc Everest Titanium một cầu. Thì cũng giống như phiên bản Sport và phiên bản cao cấp hai cầu thì hệ thống đuôi là cũng giống như nhau. Vẫn là một cái dãy đèn LED thiết kế mới hoàn toàn với hệ thống của camera rear. Camera rear rất là lớn mà được đặt cao hơn nha. Nên là khi các bạn di chuyển các bạn có thể dễ dàng quan sát hơn. Và đi ngoài đường mà thấy cái đèn mà dài như thế này chỉ có ông Everest nha các bạn. LED mới hoàn toàn. Logo Ford được đặt chìm xuống và nhỏ lại giống như của phiên bản như chiếc Explorer ạ. Đặt nhỏ lại và chìm xuống chứ không đặt lồ ra như phía trước. Titanium, dòng chữ Titanium thì đây là dòng chữ định dạng của phiên bản Titanium một cầu. Nếu là Titanium hai cầu thì phía bên kia, bên phải thì sẽ có thêm một chữ là 4x4. Mở cốp thì chúng ta sẽ có hệ thống mà của mở cốp phía trước, mở cốp phía sau xe, đá cốp hoặc là sử dụng Smart Key để mở cốp ha. Thì đối với cốp mới thì anh đã nói với các bạn rồi. Hệ thống cốp mới của xe Ford toàn bộ luôn được thiết kế lại với không gian rộng hơn và nhiều tiện ích hơn đối với các phần mà lấy xéo để tránh cái việc trơn trượt và rơi đồ ra ngoài, cũng như các phần móc treo được thiết kế lại ở cái khoang hành lý này. Và đó, anh vẫn thích nhất ở hệ thống khoang này đó là đây. Có một cái để chặn đồ cho các bạn để khỏi bị trượt ở hàng ghế trước ra hàng ghế sau, ra cái khoang mà của cái thành cốp á. Toàn bộ hệ thống mà con đội tay quay đó được giấu kỹ, gọi là đậy nắp lại. Đẹp ha. Cái hệ thống móc treo được thiết kế lại hết toàn bộ luôn. Và vẫn là hệ thống ron kép chống ồn. Hệ thống cửa cốp đã được thiết kế rộng hơn, đóng mở nhanh hơn. Và cái độ nhạy khi chống kẹt là nhạy hơn nhiều nha. Các bạn cứ thử với giống như của Explorer thì hệ thống mà nhạy khi mà chống kẹt của Explorer rất là xịn. Everest hiện tại đang được thiết kế giống như vậy. Có cái đèn phía sau nữa này, cho các bạn chiếu sáng xuống khi các bạn lấy đồ vào ban đêm ấy. Này, anh rất thích cái điểm này nha. Ok, dĩ nhiên là các bạn cũng có thể là đá cốp, còn anh thì nhấn thôi. Cái phần phía dưới này, góc thoát. Đối với góc thoát của Titanium đời mới thì đã được nâng cấp góc thoát trước và góc thoát sau so với Titanium 2022. Nhưng mà nó cũng giống nhau so với phiên bản Sport và phiên bản 2 cầu. Thì nó cũng đều có một cái phần nhựa ở phía sau này, để khi các bạn đi lên những cái gờ nó có bị va quẹt thì cũng chỉ là chảy những phần nhựa này thôi ha. Và hệ thống bánh dự phòng được giấu rất là kỹ, giấu sát vào đây. Bánh dự phòng. Ok, và khoang lái. Và khoang lái thì anh sẽ cho các bạn xem. Về khoang lái của chúng ta thì phần cửa vẫn là hệ thống mà của hệ thống ron kép. Các phần trang trí giống như của phiên bản Sport. Phần tay nắm cửa này, tại vì phần tay nắm cửa này á, đây là hệ thống tay nắm cửa đời mới thì sẽ không bị gãy các phần lẫy mở cửa, mà lẫy mở cửa sẽ đưa vào đây và tay của các bạn sẽ đặt như thế này và cái lực thì sẽ dùng trên cái thân body của cái cửa luôn, nên là sẽ không bị gãy cái lẫy mở cửa. Và các phần của nẹp, tí anh sẽ mở điện lên cho các bạn xem mà cái phần mà đèn trang trí phía bên trong xe.
Thì ở cái phần cửa này á, phiên bản titanium một cầu và phiên bản sport là anh thấy là nó cũng đang tương tự nhau, không có khác biệt lắm. Ở phiên bản titanium một cầu á, thì các bạn sẽ được cái khác biệt đó là hàng ghế phụ sẽ được chỉnh điện 8 hướng giống hàng ghế chính luôn, chứ không phải là giống bản sport. Đây các bạn thấy là cái phần đèn led. Thì phần đèn led này đây rất là đẹp ha. Các bạn chỉ rất tiếc thì nó lại không được có đổi màu, mà nó chỉ là một cái màu xanh, và các bạn chỉ màu xanh định vị theo logo của Ford, và các bạn chỉ có thể là tăng giảm cái độ sáng của cái đèn này thôi. Ở vô lăng đời mới thì ngoài cái việc chỉnh lên xuống ha, thì các bạn còn chỉnh được thụt thò. Vô lăng đời trước thì chỉ có đơn thuần là lên xuống thôi, không được thụt thò như thế này. Thì cải thiện khá nhiều, giúp cho cái phần mà gọi là cánh tay của mỗi khách hàng thì cái độ dài khác nhau thì cũng được cải thiện để cái vị trí lái là thoải mái nhất. Về toàn bộ khoang lái của Titanium một cầu thì cái điểm khác biệt chính đó là cái màn hình. Thì chỉ có cái màn hình giải trí thì nó sẽ bự hơn một xíu. Tuy nhiên ở cái màn hình giải trí thì theo anh đánh giá thì ở hai phiên bản Titanium một cầu và Sport là không quá khác biệt. Có thay đổi cái độ lớn thì một xíu thôi, nhưng mà khi các bạn nhìn vô các bạn sẽ không để ý tới cái việc khác biệt đó. Nếu mà so với thế hệ trước thì khoang lái và hàng ghế trước của Titanium một cầu quá xịn sò ở cái đời mới này. Một màn hình cỡ lớn, màn hình thông số kỹ thuật, một cái màn hình giải trí cỡ lớn, hệ thống sạc không dây. Các vị trí của các bạn có thể đặt các đây, như anh đây là đặt các phần điện thoại sạc không dây này. Đặt các phần của điện thoại khi các bạn đó đặt đứng như thế này. Các hệ thống giải trí của Sin 4. Thì phần Sin 4 như các bạn biết rồi, hệ thống Sin 4 rất là xịn nha. Anh sẽ cho sơ coi các bạn coi sơ hệ thống của Sin 4. Thì đây là mô phỏng hệ thống của Sin 4. Đó, hệ thống của Sin 4 hiện tại đang kết nối. Thì ở đây chúng ta sẽ có các chế độ lái. Ở đây chúng ta có thể chuyển các chế độ lái khác nhau. Các phần chế độ của setting. Setting thông số kỹ thuật của xe, và đây là phần setting mà anh thấy là anh thích nhất này. Toàn bộ phần setting, phần display. Đây, như anh nói với các bạn rồi, hệ thống for, hệ thống đèn thì đều nằm ở trong này. Nó sẽ trực quan hơn rất là nhiều so với hệ thống trước đây. Hệ thống Sin 3 trước đây thì không được như thế này. Anh tắt đi các bạn có thể thấy. Đây là hệ thống ha, các kết nối. Và toàn bộ kết nối hiện tại của chúng ta đang là kết nối Android không dây, Apple CarPlay không dây. Và chiếc xe của chúng ta cũng có thể tự, nghĩa là chúng ta có thể cài đặt thông số kỹ thuật của xe ngay trên cái màn hình này luôn, chứ không phải như trước đây là phải trên cái màn hình thông số. Có thể tự update hệ điều hành và cũng có thể đọc hướng dẫn sử dụng trực tiếp trên này luôn. Hệ thống Sin 4 của Ford ha, kết nối toàn cầu, rất là đẹp. Toàn bộ cái phần cụm thông số ở phía dưới thì cũng giống như ở chiếc đời trước, cũng giống như chiếc của Sport. Tuy nhiên đối với đời trước thì chúng ta đang được nâng cấp, đó là hệ thống mà phanh tay điện tử nè. Anh thích nhất ở cái chế độ này đó là hệ thống lái. Và hệ thống lái của phiên bản Titanium một cầu đã có 4 hệ thống lái khác nhau. Ở đời trước thì chúng ta chỉ có 2 thôi. Thì hệ thống lái hiện tại cũng rất là xịn sò ha. Về mặt táp lô phía trước thì như các bạn biết rồi, đây là một cái phần thông số mà anh rất thích. Tại vì ở trên đây chúng ta sẽ báo hiệu các thông số liên quan tới sub bell. Và các bạn thấy nè, các phần liên quan tới ghế trẻ em chưa được gọi là tháo rời, khi mà ý là chưa được di chuyển ra khi chúng ta xuống xe đó, thì báo hiệu như thế này thì tất cả mọi người trong xe có thể quan sát được để đảm bảo an toàn. Và đây là cái điểm mà anh luôn muốn giới thiệu ở chiếc Everest này. Các hộc để đồ. Các hộc để đồ, hộc để khăn tay nè, hộc để ly nước nè và hộc để đồ ở phía này. Và có chìa khóa. Anh rất thích ở cái hộc để đồ này. Rồi một cái điểm cộng rất là xứng đáng và đáng tiền cho chiếc Titanium một cầu này, đó là hệ thống cửa sổ trời. Titanium một cầu thế hệ trước không có cửa sổ trời, mà chúng ta chỉ có ở phiên bản cao cấp thôi. Thì Titanium một cầu ở hiện tại 2023 là chúng ta có thêm hệ thống cửa sổ trời. Đáng tiền ha. Một chiếc xe. Ok, về hàng ghế thứ hai, hàng ghế thứ ba của phiên bản Titanium một cầu và phiên bản Sport là tương tự nhau nên anh sẽ không giới thiệu nhiều. Thì cho các bạn coi một số cái phần chỉnh nha. Ở hàng ghế thứ hai thì đây là các phần chỉnh. Thì anh vẫn rất thích ở cái Titanium 2023 này. Đó là hàng ghế thứ hai chúng ta có cửa sổ trời này, có thể chỉnh gió này, có cổng sạc 230V này và 400W. 400W 230V là ngoài sạc iPad laptop các bạn có thể làm được nhiều thứ khác nha. Và anh rất thích ở chiếc này là do nó có sẵn cái cổng sạc Type-C. Cổng sạc USB và cổng sạc Type-C đều có ở hàng ghế phía trước, ở trong cái
gọi là cái bệ thịt tay á, và hàng ghế thứ sau, hàng ghế thứ hai đều có cổng sạc Type-C hết, là một cái rất là thông dụng đối với bây giờ. Về cách mở thì Everest hiện tại thì rất nhiều khách hàng của anh sẽ quan tâm cái phần mở ghế này, thì nó cũng giống như trước đây ha, thì các bạn vẫn phải đặt mở xéo và đẩy hàng ghế lên để bước vào cái khoang thứ ba nha. Nó sẽ không được gập ghế lên giống như của Explorer đời trước, mà các bạn phải dùng cái thao tác này. Và for làm thêm cho các bạn, khi mà rộng ra thì for thêm cho các bạn cái phần bệ bước ngay đây, để các bạn bước chân vào nó không bị dơ xe ha. Đây, nó dễ bị dơ xe, và các bạn bước lên đây và các bạn đi vào hàng ghế thứ ba, rất là tuyệt vời. Và dĩ nhiên rồi, vật liệu da ghế là một trong những điểm mà khách hàng của anh rất là quan tâm. Thì các bạn hãy thử cái bộ da này đi, nó rất là gọi là sao ta, tuyệt vời so với các phiên bản trước. Thì da là khác hẳn nha, giống như các bạn cứ đi sờ da của những chiếc Explorer, nó rất là mềm. Cũng là da công nghiệp thôi, tại vì Ford thì sẽ không dùng là da gọi là da động vật, cũng là da công nghiệp thôi, nhưng mà đời này nó được nâng cấp lên khác hẳn. Nó đã to ra, các phần mà bo lưng nó cũng lớn hơn, và đặc biệt các vị trí mà gọi là để cho tạo cái cảm giác hoặc là giống như massage á, nó tốt hơn so với của Everest thế hệ trước. Đời sau mà phải nâng cấp lên, kể cả cái bệ mà tì đầu á, nó cũng lớn hơn. Ok, à, chiếc Everest này nhiều khách hay xe hàng sẽ quan tâm, đó là không có hệ thống chống ồn chủ động nha. Tại vì chiếc Everest thế hệ mới này á, được nâng cấp là kính nè, nâng cấp độ cách âm của kính, nâng cấp độ cách âm của khoang động cơ, nên thành ra là không cần tới hệ thống chống ồn chủ động. Nếu các bạn cần thì anh nghĩ là tương lai các bạn có thể gọi là nâng cấp cách âm, nhưng mà theo anh là nó dư thừa và không cần thiết đối với chiếc này. Và nếu có dịp các bạn hãy đi thử, một là lái thử, hai là tới showroom. Tại vì hệ thống loa mới với 8 loa thôi, nhưng mà trải nghiệm âm thanh rất tuyệt vời ở chiếc Everest thế hệ mới này. Chiếc Everest Titanium 2023 thì sẽ được giống như Titanium 2022, đó là hệ thống nâng hạ kính từ xa bằng Smart Key ha. Thì dễ lắm, các bạn chỉ cần nhấn một lần mở lốc cửa nè, lần thứ hai các bạn sẽ giữ cái mở lốc cửa đó luôn, thì các kính sẽ tự động được hạ xuống và cửa sổ trời cũng tự động được mở hé ra. Ok, rồi khi mà muốn đóng lại, có nghĩa là các bạn có thể mở ra để cho cái xe nó thông thoáng, hoặc là người nhà của chúng ta có thể lấy đồ từ xa. Rồi giờ chúng ta đóng lại thì cũng rất là dễ ha. Các bạn chỉ cần nhấn lock một cái nè, và lần thứ hai sẽ là nhấn giữ và đè luôn cái phần nút lock đó, thì toàn bộ các kính sẽ được nâng lên. Thì ở cái điểm này, nếu các bạn đang mở cửa sổ trời á, thì cửa sổ trời cũng tự động đóng lại luôn và đóng luôn cái rèm của cửa sổ trời lại, khi đối với việc nâng kính bằng Smart Key ha. Hy vọng ở tương lai thì cái việc nâng kính này chúng ta có thể sử dụng thông qua Forbes, nhưng mà ở thời điểm hiện tại tháng 8 năm 2022 thì chưa ha. Ok, đây là chiếc Ford Everest Titanium một cầu, một trong những phiên bản ở thế hệ trước là bán chạy nhất. Tuy nhiên ở thế hệ hiện tại thì để xem là doanh số của phiên bản nào bán chạy nhất trong các phiên bản của Everest ha. Các bạn thấy thế nào? Titanium một cầu, Sport một cầu, hoặc là Ambin một cầu, các bạn chọn phiên bản nào? Comment bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm tới kênh YouTube của anh Ford365. Cần thêm tin về xe Ford, toàn bộ chương trình khuyến mãi thì hãy alo mình, mời lên Ford365 tại hệ thống Sài Gòn Ford. Cảm ơn các bạn, chào các bạn nhé.